Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1575 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email iv thi a gmail com hoặc là qua fanpage misu thi thanh phạm để cho thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ bạn nữ này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong sớm nhà của bạn ngày xưa về sau này đã ảnh hưởng tới gia đình của bạn. Câu chuyện này bắt đầu xảy ra là tầm khoảng năm 1986, kéo dài cho tới năm 2010 mới kết thúc. Và khúc đầu của câu chuyện này là do ba mẹ của bạn đã kể lại, còn khúc sau là do bạn đã chứng kiến. Bạn kể rằng ngày xưa, ông bà nội của bạn có mua lại một mảnh đất và trên mảnh đất này ông bà nội để trồng xoài ha ở phía sau mảnh đất này á ngay chỗ cái góc mà giáp ranh với lại đất nhà hàng xóm á là có một cái miếu Nội nói rằng cái miếu này từ khi mà nội mua lại miếng đất này đã nhìn thấy rồi Ngôi miếu trông rất là cũ kỹ luôn Và khi mà ở đây trồng xài á Ông bà nội của bạn rất là thường xuyên cúng kiến cho ngôi miếu này Có lúc quá thì cúng thức ăn Có lúc quá thì cúng trái cây Hoặc là nhiều khi không cúng gì cả Ông bà nội cũng rất là thường xuyên thắp nhang cho ngôi miếu này Lúc đó cũng không có chuyện gì xảy ra ha cho tới sau này vào năm 1985, ba mẹ của bạn lấy nhau. Tới năm 1986, mẹ của bạn sanh ra anh hai của bạn. Thì lúc này ông bà nội của bạn đã cho lại ba mẹ miếng đất đó để mà ba mẹ cất nhà ở phía trước đất. Còn ở bên hông và phía sau thì vẫn trồng xoài bình thường. Và khi mà ba mẹ về đây ở, ba mẹ cũng rất là thường xuyên đốt nhang cúng kiến cho ngôi miếu đó lúc đó cũng không có chuyện gì xảy ra và ở trong xóm cũng không có ai nhìn thấy ma quỷ gì cả ba mẹ kể rằng hồi xưa trong xóm có bốn ông bốn ông này lần lượt mình sẽ gọi là ông ba ông sáu ông bảy và ông chín Bốn ông này năm đó tầm khoảng ba mấy bốn mươi tuổi rồi Mấy ông này rất là thân thiết với nhau Ban ngày á, thì mấy ổng một là đi làm ruộng Hai là đi làm vườn Cho tới chiều chiều á mấy ổng sẽ rủ nhau để mà nhậu chung với nhau ha Thì có nhiều khi mấy ổng cũng rủ thêm những người trong xóm Nhưng mà bốn ông gọi là trường kỳ kháng chiến Lúc nào mà nhậu á, là cũng có mặt bốn ổng cả thì bốn ông này á có lúc á, là nhậu ở nhà ông này ông kia có lúc á, thì nhậu ngoài quán nhưng mà có nhiều khi á, là nhậu ở ngoài ruộng luôn các bạn bắt cá đem lên nướng xong rồi hái táo hái ổi hái xoài để mà làm mồi nhậu ha thì trong bốn ông này có hai ông đó là ông ba với lại ông bảy hai ông này tuy là chơi chung với nhau nhậu chung với nhau nhưng mà có điều hai ông này á hay khắc khẩu với nhau lắm mà bình thường á khi mà tỉnh thì thôi nhưng mà cứ mỗi lúc nhậu vô rồi á hai ông này theo kiểu rượu vào lời ra rồi nói trên đầu trên cổ nói cà khịa nhau cho nên hai ổng hay gây lộn với nhau mặc dầu gây lộn gây lộn chứ nhậu chung với nhau hoài các bạn thì nói chung á, là từ nào tới giờ là như vậy cũng không có chuyện gì xảy ra hết cho tới một hôm Hôm đó bốn ổng hứng lên nhậu ngoài ruộng, cũng đi mua rượu đế rồi là bắt cá lên nướng rồi hái trái cây này kia để mà làm mồi nhậu. Bốn ông cùng nhau ngồi nhậu ngoài ruộng ha, nhậu cho tới tối luôn. Thì sau khi mà nhậu xong rồi bốn ổng mới kéo về. Thì khi mà bốn ổng đi về lúc đó là người ta đã ngủ hết rồi, bốn ổng lè nhè sai xỉn đi về lúc này bố ổng đi ngang qua phần đất của ba mẹ bạn là đi ngang qua cái miếu đó thì khi mà nhìn thấy cái miếu á tự nhiên bố ổng nổi xung lên mấy ổng mới thách nhau các bạn mấy ổng nói rằng á là ê a à, có thằng nào á hả ngon dám phá cái miếu này không dám đập cái miếu này không xong rồi ông nào ông nấy đều xỉn cả rồi cho nên mấy ổng mới nói rằng á là tao nè tao dám nè tao dám nè bây giờ hả thằng nào ngon dám đập á hả ngày mai ha là tao sẽ bao cho một chầu nhậu ngon lành luôn nhậu lớn luôn thì lúc đó đó bốn ổng mới xứng nhau người á thì nhào vô đạp phá cái miếu người á thì lấy đá chọi lấy đá đập người á thì lấy cây đập các bạn rồi sau đó đập nát tan xong xuôi hết rồi bốn ổng còn nói với nhau rằng á rồi bốn thằng cùng đập á thì ngày mai bốn thằng sẽ hùng tiền lại để mà ra quán nhậu một trận cho đã trận lớn luôn ha cái sau đó kéo nhau đi về Thì khi mà mấy ổng đi về rồi cũng bình thường Tới sáng ngày hôm sau Khi mà nội của bạn đi thăm giường á Cái nội của bạn á Là đi ra cái góc mà sao Cái nội nhìn thấy cái miếu nát tan ở trơn Nội mới hết hồn Nội mới kêu nhàng nhà xóm kế bên Hỏi rằng là, ủa ủa Sao tự nhiên cái miếu nát tan ở trên vậy Thì nhà hàng xóm người ta cũng đâu có biết các bạn Người ta cũng hả là ngỡ ngàng nó Ủa gì kỳ vậy Thằng nào mà chơi gì kỳ vậy Xong cái sau đó nội mới đi lòng vòng trong xóm Nội mới hỏi rằng có ai là biết tại sao cái miếu là bị phá, bị đập như vậy hay không Nội rất là sợ các bạn Thì khi mà đợi đọ... đi hỏi giá vòng hết trơn rồi á Mới biết được bốn cha nội này bốn cha nội này cũng nhận luôn nói rằng nữa là hôm qua hả nhậu về cái thấy cái miếu rồi thách nhau á là đập đó do bốn ông này nhỏ tuổi hơn nội của bạn kêu nội là chị nha cái à, nội mới tức lắm nội mới nói rằng á là trời ơi hả mấy cậu vừa phải mấy cậu thôi mấy cậu nhậu á thì kệ mấy cậu mấy cậu xỉn thì kệ mấy cậu mà mắc gì á mấy cậu đập miếu trên đất nhà tôi hả chờ cái miếu này hả cũng linh thiêng lắm á nha nhà tôi á là thường xuyên á cúng kiến thắp nhang rồi mắc cái gì mà mấy cậu đập là sao xong cái bố ổng mới cự Ông nói rằng á là vợ hả xỉn quá thì đập thôi chứ làm sao mệt bà chị quá à. À, cái miếu đó cũng đâu phải là của bà chị đâu mà bà chị làm gì dữ vậy làm dữ là đập rồi thôi chứ làm sao làm gì dữ vậy cái nội mới tức nội nói rằng đó là bây giờ không có nói nhiều bây giờ không nói nhiều bây giờ mấy cậu á là phải cất lại cái miếu khác đi à, tuy rằng á là miếu không phải do nhà tôi đập nhưng mà khi nhà tôi mua cái miếng đất này á là đã có ngôi miếu này thì từ nào tới giờ vợ chồng tôi sau này con cái tôi là thường xuyên cúng kiến thường xuyên thắp nhang thì cũng giống như là của gia đình tôi rồi thì bây giờ á, mấy cậu cất lại miếu mới đi Nếu mà mấy cậu không cất á, Lỡ mà có chuyện gì á hả Linh thiêng lắm người ta quở mấy cậu á Là mất công dữ lắm Bây giờ mấy cậu cất lại cái miếu mới đi Thì khi mà nghe nội nói như vậy Bố không chịu Không chịu cái mấy ông nói mệt bà chị quá Bây giờ đập thì đập rồi Rồi cất cái gì mà cất Cất cái gì có chuyện gì đâu cất Bà muốn cất thì bà cất đi Nhất quyết không chịu cất Mặc dầu bà nội xuống nước năn nỉ rất là nhiều Cũng không chịu cất các bạn không chịu, sau đó bà nội tức lắm mới về nói cho nội với lại nói cho ba mẹ của bạn nghe Sau khi ông nội với ba mẹ nghe là cũng xấu mình luôn, mấy anh cha nội này quá trời rồi Sau đó gia đình của bạn mới bàn nhau rằng là thôi bây giờ mấy anh giả đập thì đúng là mấy anh giả đập Nhưng mà bây giờ mình cũng phải làm lại một cái miếu khác thì gia đình của bạn đã làm một cái miếu khác Để mà thay thế vô cái miếu bị đập đó nha các bạn Xong sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra Mấy cha nội kia là hàng ngày cũng nhậu như vậy đó Thì tầm khoảng chừng hơn một năm sau Thì có một hôm đó bốn ổng lại tiếp tục nhậu Mà hôm nay mấy ổng nhậu ở nhà ông Bảy nhà của cái ông bảy này là dạng nhà sàn ven sông á các bạn mà cái 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 con sông này thì bạn nói rằng nó cũng không có lớn đâu nó dạng giống như là cái rạch rồi xong cái nó chảy nước vô thí dụ như nước mà dâng cao thì nước nó nhiều còn nước nè mà nó rút thấp á, thì nó sẽ lòi cái đáy lên thì không biết dùng cái từ nước rồng nước lớn làm sao nha các bạn cho nên các bạn thông cảm dùm thi khúc này thì bạn kể rằng á nhà của ông bảy thì ngay chỗ ven sông đó còn nhà của ông ba là ở bên kia con rạch Mà hồi đó thì không có cầu như bây giờ Cho nên thí dụ như nếu mà ông ba muốn qua bên đây Để mà nhậu ở nhà của ông Bảy Thì một là ông ba phải chèo xuồng qua Hai là ông ba phải bơi qua Thì cái ngày hôm đó mấy ông mới tụ tập lại nhậu ở nhà ông Bảy Đang nhậu vậy đó lúc này xỉn rồi thì mới nãy thi nói đó là ông ba với là ông bảy này á, theo cái kiểu là hay kình nhau rượu vào lời ra bắt đầu cà khịa nói đầu cổ nhau nói sóc ốc nhau cho nên lúc đó hai ổng mới gây lộn với nhau thì khi mà gây lộn với nhau kỳ này gây lộn lớn thành ra là hai ổng muốn sáp lá cà muốn nhào vô đánh lộn với nhau thì lúc đó ông sáu với ông chính mới can ra thì ông ba mới tức ông mới nói rằng là mẹ tao hả tao đi về tao không nhậu nữa tụi bay hả ngồi đi nhậu với nó làm gì làm đi tao đi về đây tao đi về đây thì hồi chiều á Cái lúc mà rủ nhau nhậu Là ông Bảy này á Đem xuồng để mà bơi qua bên kia rạch Để mà rước ông ba qua Thì ông Bảy mới nói rằng á là Rồi Mày về mày về đi Hồi chiều này hả Tao rước mày qua Bây giờ tao không đưa mày về Tao không đưa mày về Mày hả tự động mày bơi về đi các ông ba nói Ừ Tao tự tao bơi về Tao đâu cần mày đâu Tao tự tao bơi về Ông ba này bơi rất là giỏi nha các bạn thì lúc đó ông ba mới te te mới bỏ về chỉ còn có ông sáu ông bảy ông chín ngồi đó vẫn nhậu bình thường cho tới khi mà nhậu xong rồi thì ông sáu với ông chín là mạnh ai về nhà nấy để ngủ cho tới sáng hôm sau vợ con ông ba mới đi kiếm ông ba vợ con ông ba mới đi qua bên nhà ông bảy qua nhà ông sáu qua nhà ông chín hỏi là có thấy ông ba đâu không thì mấy ông này mới nói rằng là hôm qua là ngồi nhậu chung với nhau thì thằng ba với thằng bảy là gây lộn với nhau rồi xém đánh lộn rồi tụi tôi can ra cho nên thằng ba nó đi về rồi nó bỏ nó về trước rồi nó lội qua con rạch nó về mà bộ nó chưa về sao thì vợ con của ông ba nó không đâu có về đâu tự hôm qua giờ là ổng chưa về không biết là ổng đi đâu sau đó là mới xúm nhau để mà kiếm cái ông ba này thì lúc này hàng xóm láng giềng cũng xúm nhau đi tìm trong đó là có ba với mẹ bạn luôn thì ba kể rằng là khi mà đi kiếm đi tìm quá trời luôn mà không có các bạn tìm không thấy qua nhà này qua nhà kia đi ra ngoài ruộng tìm cũng không có ổng không thấy tung tích ổng đâu sau đó đó mấy người trong xóm mới nói rằng là, có khi nào hôm qua chả lội về á cái chả chết đuối rồi không nhưng mà có người cự có người nói rằng không đâu trời ơi thằng ba nó bơi giỏi lắm nó bơi hay lắm làm gì mà có chuyện chết đuối nhưng mà mấy người kia mới nói rằng đó là Trời ơi bơi hay bơi hay chứ nhiều khi hả đang bơi bị dập bẻ làm sao Chắc là chết đuối rồi đó chứ mắc gì mà kiếm hoài không ra Thì lúc này mọi người thấy cũng có lý Thành ra là mới lại cái khúc con rạch đó Mới xúm nhau xuống để mà mò tìm Trong đó là ba của bạn cũng có xuống để mà mò kiếm ổng Mà ta nói kiếm hoài kiếm hoài kiếm không ra Tìm hoài tìm hoài tìm không ra sau đó vợ con của ông ba cũng lên Có thấp nhang nói rằng ông ơi Thí dụ như nếu mà ông lỡ mà ông có mất rồi Ông có hả chết đuối rồi á Thì hả có gì cho mọi người tìm thấy ông Để mà đem ông về chôn cất ông Nhưng mà vợ con thấp nhang khấn vá như vậy Mọi người vẫn không có tìm thấy ông ba này Tìm ta nói hả tới chiều luôn cũng không có Sau đó đó ông Sáu mới nói với ông Bảy Ông Sáu nói rằng là ê Bảy có khi nào á hả hôm qua á hả mày với nó gây lộn với nhau rồi nó chết đuối thiệt mà hả nhiều khi mày nó gây lộn vậy cũng không ổn thôi không mấy giờ á mày thấp nhang mày khấn vái nó đi mày khấn vái mày nói rằng á là thôi có gì á anh em với nhau có gây lộn chút đỉnh thì bỏ qua mày xin lỗi nó đi rồi á là hả cho mày tìm thấy nó rồi mày thử mày xuống mày mò một mình mày coi coi có thấy hay không thì sau đó ông bảy thấy vậy ông bảy cũng lấy ngang cũng hả khấn vái khấn vái xong cái mọi người lúc này đã lên bờ hết trơn rồi đứng ở trên bờ chỉ có một mình ông bảy đi xuống thôi thì ông bảy mới đi vừa bước xuống một cái là đụng ngay sát ông liền luôn đụng ngay sát ông ba liền luôn các bạn mà trong khi cái chỗ đó đó là nãy giờ mọi người đã kiếm biết bao nhiêu lần biết bao nhiêu bận người này kiếm người kia kiếm cái chỗ đó luôn á mà kiếm không có không thấy thì bây giờ ông ba vừa Xin lỗi ông bảy vừa bước xuống thôi Mà ông bảy đã thấy rồi Thì lúc này mọi người lo xác cũng lên Xong rồi đó là an tán chôn cất các, các bạn rồi Sau khi mà chuyện đó xảy ra Trong sớm cũng không nghĩ gì Ông bà nội của bạn cũng chả nghĩ gì đâu Ba mẹ cũng không nghĩ gì hết Cứ nghĩ rằng do là ổng xỉn ổng sai Rồi ổng bơi qua sông Rồi ổng bị dập bẻ ổng chết vậy thôi rồi cái hả là chuyện nó cũng trôi qua trong vòng tầm khoảng 10 năm, 10 năm sau nha các bạn thì à, lúc này á, ông sáu ông bị bệnh gan, ông bị rất là nặng, cái bụng của ông to lên xong rồi ông sáu mất, rồi cái tới ông chính, ông chính lúc đó bệnh cũng rất là nặng, gia đình của ông chính cũng đưa ông đi bệnh viện để mà khám. Á thì khi mà khám á, bác sĩ nói rằng là ổng bệnh nặng dữ lắm rồi ổng biết là ổng bệnh dễ gì nhưng mà bác sĩ nói rằng ổng đã bệnh nặng lắm rồi kêu đem về đi để có diễm chết ở nhà thì lúc này á, là gia đình của ông chính mới đưa ổng về khi mà gia đình của ổng đưa ổng về ha là cái tự nhiên không biết ổng nằm ổng thấy cái gì đó nhưng mà sau đó ổng đã kêu con cháu của ổng á lại để mà nói rằng á, là hồi cái lúc mà ổng còn trẻ là ổng có cùng với lại ông bảy rồi ông ba với lại ông sáu đập miếu thì bây giờ á là hả thấy không được bây giờ hả đi qua nói với lại ba mẹ của bạn á là cho ổng cho gia đình ổng cất lại một cái miếu mới đi rồi có gì á là ổng ra ổng cúng kiến ổng xin lỗi xong cái sau đó vợ con của ông ông chính này nè các bạn vợ con của ổng á là mới đi qua bên nhà của ba mẹ của bạn mới nói với ba mẹ của bạn rằng là bây giờ á ổng bệnh mà tự nhiên ổng nói sản như vậy ổng kêu vợ con lại nói như vậy đó mà giờ ông bệnh nặng quá rồi bác sĩ người ta trả ổng về rồi thì tự nhiên ổng nói như vậy à thì có gì á là xin ba mẹ cho làm một cái miếu khác vậy đó ha thì ba mẹ cũng đồng ý sau đó là gia đình của ông chính này á đã bỏ cái miếu mà gia đình của bạn hồi đó làm làm cái miếu nhỏ thôi thì bây giờ là gia đình của ông chính đã xây cất lại một cái miếu mới đẹp hơn khang trang hơn thì khi mà nhà ông chính cất lại cũng cúng kiến nha các bạn lúc đó ông chính ổng nằm một chỗ ổng đâu có đi ra đâu chỉ có con cháu của ổng ra làm thôi thì sau khi mà cất lại cái miếu mới đẹp rồi cũng thách nhang cũng cúng kiến vậy đó cái tự nhiên ở nhà ông chính dần dần khỏe luôn khỏe luôn mà trong khi bác sĩ người ta đã trả về rồi đó mà tự nhiên ổng khỏe luôn và khi ổng khỏe ổng đi lại được rồi thì ổng đã mua đồ ăn mua trái cây để mà đem ra miếu cúng ổng quỳ ổng xin lỗi các bạn ông nói rằng đó là hả bỏ qua cho ổng bỏ qua cho ổng để mà hả ổng biết lỗi rồi bây giờ hả ổng sẽ ổng hứa đó là ổng sẽ thường xuyên đến đây để mà cúng kiến để mà thắp nhang để mà quét dọn cho cái miếu sạch sẽ ổng khấn hứa vậy đó thì sau đó là ông khỏe luôn thì bạn nói rằng cái ông sáu này nè ổng mới mất cách đây hai à, năm trước là năm 2021 là ổng mất là do ổng già ổng mất thôi chứ cái lần đó là ổng khỏe luôn nha các bạn còn về ông bảy thì bạn kể rằng là sau khi mà ông chín ổng khỏe mạnh rồi ha thì à, tới à, thời gian sau tự nhiên ông bảy ông treo cổ tự vẫn mà ông Bảy này lại treo cổ tự vẫn kế cạnh bên cái miếu luôn. Treo cổ trên cây xoài trong phần đất của gia đình bạn luôn. Thì cái ngày hôm đó bạn đi học về á, bạn thấy chợ người ta bu rất là đông. Bạn hỏi cái chuyện gì vậy? Cái người ta nói rằng ông Bảy á, ông Bảy ông treo cổ hả tự vẫn trên đất. Đất của nhà mày kế bên cái miếu chết rồi. Bạn nghe vậy bạn cũng lật đật, bạn chạy về bạn chạy về thì bạn thấy rằng là công an rồi pháp y xuống rất là đông và công an cũng có vô nhà của bạn để mà hỏi ba mẹ của bạn tại vì ông này á ổng treo cổ trên phần đất nhà mình thành ra là công an mới vô hỏi ba mẹ rằng là có thấy bất thường gì hay không có thấy chuyện gì không thì ba mẹ nói rằng không hồi đỡ có là ông bảy này ổng đi làm ruộng mướn á xong rồi cái ổng về nhà rồi cái tự nhiên hôm nay qua đây treo cổ nhà tôi tụi tôi cũng có biết làm sao tự nhiên làm vậy à xong cái sau đó công an mới kêu người em dâu của ông bảy này là bà tám thì kêu bà tám qua thì bà tám này á bà mới nói rằng là hồi trước khi mà ông bảy mất á ổng đi làm ruộng mướn ở bên thoại sơn an giang rồi cái hả đi qua bên đó thì ổng ở nhờ nhà của một người quen nhưng mà ổng cứ đòi tự dẫn hoài luôn các bạn ổng đòi tự dẫn hoài luôn cái xong cái hả người quen đó đó mới đưa ổng về đưa ổng về lại bên đây mới nói với lại vợ của ông bảy rằng là không biết làm sao mà ổng cứ đòi tự dẫn hoài tôi sợ ổng chết bên nhà tôi cho nên tôi đem ổng về đây nè thì khi mà ổng về đây ổng cứ cứ đòi chết hoài luôn các bạn cho nên đó là vợ con rất là sợ nhưng mà thời điểm đó thì vợ của ông bảy cũng đi làm rồi con thì đi học rồi đâu có ở nhà đâu mà canh ổng hoài mới nhờ bà tám này bà tám này là e là vợ của ông tám là em của ông bảy nha thì nhờ bà tám này nè là em dâu mới kêu rằng là hả mày thì ở nhà mày nhà thì sát bên nhau thì thôi mày ở nhà mày canh ổng giùm tao chứ bây giờ tao đâu thể nào bỏ làm con cũng đâu thể nào bỏ học để ở nhà canh ổng hoài thì mày có ở nhà mày dòm chừng ổng thì lúc đó đó bà tám mới nhận cái trách nhiệm đó là ở nhà để mà dòm chừng người anh chồng của mình mà ta nói ha cất dao nè cất dây cất hết luôn những cái gì mà có thể tự tử là đem cất hết thuốc rầy thuốc trừ sâu gì là đem đổ bỏ hết thì lúc đó đó ổng cứ ra vô trong nhà đó thì cái hôm ổng treo cổ đó các bạn ổng mới nói với em dâu của mình rằng đó là tám ơi bây giờ hả anh mắc cầu quá anh đi qua bên giường xoài bên nhà của bạn là có làm một cái cầu cá tra nữa nha các bạn thì ổng mới nói rằng là đi qua bên vườn xoài bên đây để mà đi cầu Thì lúc này á bà Tám nghe vậy thì bây giờ canh thì canh ổng cũng được đi Nhưng mà cái chuyện mà ổng đi cầu hay đi tiểu là cái chuyện vệ sinh cá nhân Thì làm sao mà mình là em dâu mà mình có thể đi canh được cho nên bà Tám để cho ổng đi Thì lúc mà ổng đi bà Tám nhìn rồi là thấy ổng đâu có đem theo cái gì Với lại ở bên giường xoài nhà của bạn cũng đâu có cái gì để mà có thể treo cổ hay là tự vẫn được đâu Nhưng mà ai già các bạn biết không ổng đã lấy cái gì các bạn biết không ổng lấy cái khăn rằn của ổng á để mỏng xé ra ổng làm cái cọng dây để mỏng treo cổ trời ơi cho tới khi mà người ta phát hiện ra thì ổng đã chết rồi thì sau đó là gia đình của ổng cũng an táng cũng chôn có ông ổng ha xong rồi á là, là là bây giờ là chết hết chỉ còn có mình ông sáu là còn sống thôi ông ba chết là do chết đuối rồi ông chính á, thì ổng bị bệnh nhưng mà khi mà ổng cúng kiến ổng trả lễ xin lỗi ổng cúng kiến ổng cất lại miếu thì ổng khỏe còn ông sáu á, thì ổng chết đó là do bị bệnh gan ông bảy ổng chết là do thắt cổ kế cạnh bên cái miếu thắt cổ trên cây xoài là bốn ông mà có ba ông chết rồi các bạn ha thì bạn kể rằng là sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra còn về gia đình của bạn, bạn nói rằng gia đình của bạn là có tổng cộng 5 thành viên, gồm ba, mẹ, anh hai của bạn mới nãy Thi nói là sinh năm 1986, bạn nữ này là sinh năm 1989, và bạn có một người em gái Úc sinh năm 1993. Em gái Úc của bạn là bị bệnh kém trí, gia đình của bạn có đi khám bác sĩ cho em, thì bác sĩ nói rằng em bị suy nhược cái vỏ não, và em của bạn chỉ học tới lớp 5 mà thôi Em của bạn á ha Bạn nói nha Từ nhỏ tuy rằng nó bệnh Nhưng mà tính tình của nó rất là hiền Nó ngoan vậy lắm Nó biết đọc, biết viết Biết sử dụng điện thoại thông minh Biết xài điện thoại Nhưng mà có điều là không có biết tính toán Rồi người ta cho tiền đó thì nó biết để dành tiền Để mà làm từ thiện Thì nói chung bạn nói rằng Em của bạn hồi lúc nhỏ rất là ngoan Rất là hiền Ai nói gì, ai kêu cái gì cũng nghe, cũng dạ thưa hết. Mặc dầu bé bị bệnh nha. Nhưng mà cho tới năm 2009 là sau khi ba ông kia chết rồi đó. Chỉ còn có mình ông chính là còn sống thôi đó. Thì cho tới năm 2009 á, tầm khoảng chừng 4 năm về chiều á, là em của bạn giống như một người khác. Mặc dầu bình thường em của bạn rất là ngoan, rất là hiền. Nhưng mà tới tầm khoảng 4-5 giờ chiều hàng ngày là em của bạn bắt đầu hộn. Bắt đầu hung dữ vô cùng luôn. Chửi người này, chửi người kia, chửi ba mẹ của bạn. Rồi đập phá đồ trong nhà. Ta nói ngày nào cũng vậy. Lúc đó gia đình của bạn cũng có đưa em bạn đi khám. Nhưng mà bác sĩ nói rằng là cái chứng bệnh của em là như vậy. Thành ra là gia đình đem về mà suy nghĩ rằng á, nếu mà bác sĩ nói chứng bệnh là như vậy, bị suy nhược vỏ não như vậy thì từ nào tới giờ nó rất là hiền. Nó rất là hiền, nó đâu bao giờ chửi thề, đâu bao giờ chửi tục. Nó ngoan vô cùng luôn, ai nói gì nó cũng nghe. Mà tại sao bây giờ cứ mỗi ngày tới 4-5 giờ chiều là nó như vậy? Cứ tới cỡ 4 giờ, 5 giờ chiều là bắt đầu nó quậy nha các bạn. Nó chửi cha, chửi mẹ bạn. Nó đập phá đồ trong nhà. Ai đụng tới nó, nó đánh luôn nó đánh lại luôn thì lúc đó ha nó cứ đòi hút thuốc rồi nó đòi uống rượu mà nó đòi nó dễ đành đạch cái mẹ của bạn phải chiều nó phải đi lấy thuốc lấy rượu cho nó uống thì lúc này nó ngồi á các bạn tưởng tượng giống như là mấy mấy thằng cha mà ngồi nhậu dưới quê á là mấy ổng ngồi sao thì bây giờ em của bạn ngồi y chang vậy luôn mà trong khi từ nào giờ nó đâu có vậy thì bây giờ nó ngồi y như là mấy người mà ngồi nhậu luôn vậy đó ngồi hả cái kiểu mà xếp bằng hoặc là ngồi cái chân co lên vậy nè xong rồi nó chửi nha nó chửi nó nói uh, chửi nó nhìn lên trên cái cái trần nhà nó ê đục đủ, đủ má mày xuống, mày xuống đây mày xuống đây mày xuống đây nói chuyện với tao mày xuống đây nói chuyện với tao mày không xuống là ngồi tao lên tao đánh chết mẹ mày lỡ chửi vậy xong cái thằng hồi sau có nó quay qua nó nói chuyện vô không khí nó nói rằng đó là Mẹ mày nha Mày nhớ nha Mày là cái thằng khốn nạn Mày khốn nạn dữ lắm Mày hả Thấy tao chết Mày thấy tao chết đuối Mà mày không cứu tao Mày khốn nạn dữ lắm Mày nhớ không Bữa đó hả Tao với mày gây lộn với nhau Xong rồi hả Tao bỏ về Mày đi ra làm sao mày đái Mày thấy tao là chìm xuống dưới sông Tao chết đuối mà mày đâu thèm cứu Mày vô mày ngồi mày nhậu tiếp à Nói vậy đó các bạn tự nhiên say lại mà nói vậy đó thì sao rất là nhiều lần như thế mà giống như cái kiểu em bạn có người vô lúc thì dày lúc thì khét, gây qua gây lại cho nên ba mẹ khi mà đưa đi bác sĩ không ổn rồi, thành ra ba mẹ mới nghĩ rằng là không biết em bạn có vấn đề gì về tâm linh hay không. Ba mẹ mới hỏi người này người kia thì người ta có chỉ cho ba mẹ xuống một ông thầy, ông thầy này gọi là ông thầy Tư ở Tân Phú An Giang đó các bạn thì tân phú hay phú tân ta tự nhiên thi ghi tân phú mà sao thi lại nhớ phú tân không biết nữa tân phú hay phú tân vậy đó thì bạn kể rằng lúc này á gia đình của bạn mới đưa em bạn xuống thầy tư này á bạn nói giống như là người chữa bệnh bằng thuốc nam á các bạn thầy bốt thuốc thầy trị bệnh cho người ta nè rồi á là thầy cũng dạng giống như có căn vậy đó nói chuyện với người âm hoặc là trị về tâm linh cho người ta cũng rất là nhiều thầy nói chuyện với vong nữa bạn xuống thì bạn có chứng kiến cái điều đó thì bạn kể rằng khi mà gia đình của bạn đưa em của bạn xuống á thì thầy tư xem cho em xong cái thầy tư mới nói với ba mẹ của bạn rằng á là con bé đó là nó bị hai vong vô hai vong nhập vô nó tại vì con bé này á do là từ nhỏ cho tới lớn nó bị bệnh nó uống thuốc rất là nhiều với lại á, là do nó bị mất ngủ triền miên mà thiệt tình là em của bạn từ nhỏ tới giờ luôn bây giờ em bạn 30 tuổi rồi nhưng mà vẫn bệnh nhiều khi mất ngủ hoài luôn các bạn thì thầy tư nói là do nó bị mất mất ngủ triền miên rồi uống thuốc nhiều và nó bệnh như vậy á, thì tinh thần của nó rất là yếu cho nên nó là nó đã bị hai cái vong vô mà hai cái vong này ông tư nói rõ ràng nha. Hai cái vong này trước đây là bạn của nhau. Rồi hả một vong á là chết đuối. Một vong á là treo cổ tự vẫn chết. Thầy tư nói rõ ràng vậy, một vong là treo cổ tự vẫn chết. Mà hai người này lúc còn sống là hay kình nhau dữ lắm. Mỗi lần nhậu vô là gây lộn cãi lộn với nhau, hai người này chết á là do bị người ta bắt xong rồi là cứ lang thang không có siêu thoát được rồi sau đó thấy con nhỏ thấy nó yếu thành ra là mới nhập vô con nhỏ cho nên con nhỏ mới bị như vậy thì khi mà nghe thầy tư nói như thế mẹ ba của bạn do là cái chuyện mà mấy ông đó đó đã lâu rồi đã trôi qua lâu rồi và ông bảy cũng mới vừa mấy năm trước là thắt cổ tự vẫn trên đất nhà mình nhưng mà ba mẹ không có nghĩ gì hết thì tự nhiên bây giờ nghe thầy Tư nói rằng là một ông thì chết đuối Là ông ba chết đuối Một ông á là treo cổ tự vẫn Là ông bảy treo cổ tự vẫn Trên đất nhà mình Thì lúc này ba mẹ mới nhớ lại mấy ông này Không lẽ mấy ổng sao trời Không lẽ mấy ổng sao Cái xong cái thầy Tư nói rằng là Bây giờ nó theo con nhỏ đó Cho nên nó là con nhỏ sẽ quậy phá hung dữ tại vì cái cái vong mà hay nhậu á rồi hả hồi có lúc còn sống hay nhậu rồi chết theo kiểu bị người ta bắt như vậy á thành ra là quậy dữ lắm thành ra là con bé nó mới quậy như thế rồi hai vong này do hồi đó hay gây lộn với nhau thành ra bây giờ con bé nó hay chửi hay chửi hay hổn theo cái kiểu gây lộn qua gây lộn lại thì thầy tư mới kêu rằng là thôi bây giờ á gia đình về phát tâm ăn chay phát tâm làm từ thiện phải làm từ thiện cho thiệt là nhiều với quy mô lớn thì tôi sẽ nói chuyện với lại hai vong này để cho người ta biết chứ bây giờ tôi là cũng không có đuổi họ đi liền được lúc đó thầy tư cũng là hốt thuốc cho em của bạn uống nha xong cái đem em của bạn về thì lúc này mẹ của bạn mới nguyện do thời điểm đó mẹ có 75 triệu thì mẹ mới nguyện rằng là mẹ sẽ À, cúng dường nè, đem 75 triệu này để mà đi làm từ thiện bằng nhiều cách khác nhau. Cúng dường cho chùa, rồi á là phụ người ta làm đường, rồi cho gia đình nghèo hoặc là cho những người nghèo á các bạn thì chia ra, 75 triệu đó chia ra. Rồi sau đó là mẹ của bạn ăn chay trường cho tới giờ luôn, ba của bạn thời điểm đó cũng ăn chay. Rồi xong cái khi mà làm như vậy á, rồi thầy tư hốt thuốc thì em của bạn nó đỡ dần. Và sau khi mà hết thuốc rồi á, là gia đình mới đem em của bạn lên thầy tư nữa thì khi vô á, cái thầy tư cũng ngồi nói chuyện mà theo kiểu nói chuyện với hai ông đó vậy đó nói rằng là thôi bây giờ uh, hai ông cũng chết rồi tự nhiên theo con nhỏ nó đã bệnh mà theo nó vậy tội nghiệp nó thôi bây giờ hai ông á là hả uh, biết quay đầu đi rồi có gì á uh, tôi giúp cho hai ông để mà hai ông á là vô chùa tu hành chứ bây giờ theo nó vậy tội nghiệp nó lắm rồi hành hạ sát thân của nó cũng không được rồi gia đình của nó cũng ảnh hưởng tội nghiệp lắm thì khi mà thầy tư ngồi nói mà theo kiểu tâm sự theo cái kiểu là thuyết phục dần dần á các bạn thì em của bạn ngồi cười thôi <cười> ngồi cười ngồi cười thôi em bạn không trả lời gì hết chỉ ngồi cười thôi và sau đó đó ha thầy tư lại hốt thêm một mớ thuốc nữa để mà cho ba mẹ đem về để mà sắc thuốc cho em uống. Rồi là khi mà về thì kỳ này là em bạn hết luôn, không còn nữa các bạn. À, tới tận bây giờ về sau này ha. Thì em của bạn là lâu lâu có nhiều khi mất ngủ nè. Hoặc là nhiều khi em bạn bực bội mà theo kiểu em chỉ hơi cao có nhăn mặt thôi Chứ không bao giờ mà gây lộn Không bao giờ mà chửi thề, chửi tục, chửi cha, chửi mẹ Như là hồi cái lúc mà bị hai cái vong này vô các bạn Thì đây là câu chuyện mà xảy ra ở trong sớm của bạn ngày xưa Mà tới sau này nó ảnh hưởng vô tới gia đình của bạn luôn Về sau này là em bạn dứt hẳn luôn Không còn chửi thề, không có còn mà tới 4-5 giờ mà hung dữ lên nữa thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay khi mà nghe chuyện này mình thấy thối thần bốn cha nội này các bạn ha tự nhiên hả vô duyên vô cớ mà đi đập miếu rồi sau khi đập miếu xong cũng không biết hối hận nữa cho nên đó là bốn ông lần lượt đó là à, một ông thì chết đuối một ông thì bị bệnh gan chết một ông thì treo cổ chết còn về ông chính là ông này cũng bị bệnh bác sĩ đã trả về rồi nhưng mà sau đó không biết là ông thấy cái gì thì cái này là mình không có nghe kể bạn cũng không có biết cho nên nó là mình cũng hả là không có kể ra được nhiều khi ông đã thấy cái gì hoặc là ông bị người ta về trách phạt thành ra ông mới kêu vợ con của ông là đi làm miếu lại các bạn thì sau khi mà đi làm miếu lại thì ông khỏe luôn cho tới năm 2011 thì ông mới mất do ông bị bệnh già mà thôi thì bạn nói rằng là từ sau vụ đó gia đình của bạn á ba mẹ của bạn hiền lắm gia đình của bạn cũng hay làm từ thiện thường xuyên để mà mong muốn cho em của bạn là nó khỏe thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay các bạn suy nghĩ sao về câu chuyện này thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha tiếp theo là câu chuyện thứ hai câu chuyện này là của một bạn nữ hay nam thì thi cũng không rõ nữa bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện nhưng mà hôm nay thi sẽ kể trước một chuyện còn câu chuyện thứ hai thì thi sẽ kể trong tập sau các bạn ha Câu chuyện đầu tiên là do ba và mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó ba mẹ của bạn chỉ mới vừa vừa cưới nhau thôi. Năm đó ba mẹ tầm khoảng chừng 20 hay mấy tuổi mà thôi. Do ngày xưa nhà nghèo mà các bạn cho nên sau khi mà ba mẹ cưới nhau á tầm khoảng tối tối á là ba mẹ hay đi ra ngoài ruộng để mà cắm câu soi ớt soi nhái xong rồi cho tới sáng á mẹ của bạn sẽ đem ra ngoài chợ để mà bán lấy tiền thì ba mẹ đã đi rất là nhiều lần nhưng mà cũng chưa bao giờ thấy gì thì cái đợt đó là tầm khoảng tháng 6 buổi tối là trời hay mưa vậy lắm thì ba mẹ cũng đi ra ngoài ruộng để mà cắm câu trời mưa vậy á, là cắm được rất là nhiều rồi soi ớt soi nhái cũng được rất là nhiều luôn các bạn thì khi mà cắm câu xong rồi ha ba mẹ của bạn mới quay về lúc này là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy gần 12 giờ đêm là bình thường sẽ về giờ đó xong rồi tới cỡ 5 giờ 5 giờ mấy sáng á, ba của bạn á, là sẽ dòng trở ra để mà gỡ câu là hàng ngày là đều như thế thì hôm đó là ba mẹ đi về cỡ 11 giờ mấy Cái tự nhiên là ở ngoài ruộng mà thì nó có nguyên một cái thi không có diễn tại không có suy nghĩ được ra tại vì thi cũng chưa có lết ra ngoài ruộng lần nào hết trơn á cho nên nó là thi cũng không rõ lắm mà bạn nói rằng là cái chỗ đó cái bụi nó giống như cái bụi cỏ nó cao cao vậy đó thì khi mà ba mẹ của bạn đi về á ba đi trước mẹ thì đi sau tự nhiên mẹ của bạn nhìn thấy có hai con vịt hai con vịt nha các bạn hai con vịt một con đó là là một con lớn kiểu giống như vịt mẹ vậy đó một con đó là vịt con nhỏ xíu à hai con bắt đầu đó là đi từ ở ngay chỗ cái bụi đó đi ra mà vừa đi ra mà kêu cạp 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 cạp, cạp kêu vậy đó thì lúc này á mẹ nhìn thấy hai con vịt mà giờ đó khuya rồi cái mẹ mới dòm tới dòm lui mẹ mới nghĩ rằng là ủa vịt nhà ai vậy trời vịt nhà ai mà hả không lẽ nó sống chuộng ra đây hay là dịch của mấy người mà người ta nuôi dịch chạy đồng Ủa mà đâu có thấy cái gì đâu ta Ủa sao kỳ vậy ta Sao có hai con dịch Một con dịch mẹ Một cái một con dịch con vậy Cái mẹ của bạn mới kêu ba bạn rằng là Anh 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 có thấy gì không Cái bà hỏi thấy gì em Thấy gì Cái mẹ mới chỉ Nè kìa kìa Có hai con dịch kìa anh Một con uh, mẹ Một con con kìa thì lúc đó ba mới nhìn theo cái hướng chỉ của mẹ là ba cũng thấy hai con vịt đó cái ba mới nói rằng ui chắc vịt uh, nhà người ta sống chuồng hay là hả ha, vịt quen thôi kể nó đi em đi về trời sắp mưa lớn rồi cái uh, lúc này mẹ cũng kệ cái hai hai người bắt đầu mới đi về nhưng mà không hiểu sao đi ra cái khúc đó không được các bạn giống như là bị che mắt bị dẫn vậy đó mà ba mẹ kể rằng uh, là cứ đi hoài đi hoài mà cứ đi là cứ nhìn thấy cái lùm cỏ đó rồi cứ nhìn thấy hai con vịt đó hoài luôn mà ta nói hả cứ đi miệt mài đi miệt mài cái ba mẹ thấy rằng là nãy giờ đi biết bao nhiêu lâu cầu hơn nửa tiếng đồng hồ mà không ra khỏi được cái khúc đó mà cứ thấy cái lùm cỏ rồi thấy hai con vịt cứ đi ra hoài nó kêu cạp 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 hoài cái ba mẹ mới nói rằng là chết cha rồi sao kỳ vậy sao mà đi hoài không được vậy à, em, em ơi em ơi sao tự nhiên đi quạ được vậy cái mẹ nói hả có khi nào ma dẫn mình không anh ma che mắt mình rồi thì khi mà mẹ nói tới cái khúc đó là ba mẹ mới nghe cái tiếng dịch kêu á các bạn mà ba mẹ dùng cái từ á là vang trời luôn nghe nó vang 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 nó úm sùm cạp 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 mà cứ nghe cứ nghe mà cứ nhìn đó là mình thấy hai con vịt một con vịt mẹ một con vịt con thì không thể nào mà nó lại kêu được ra cái tiếng đó cái tiếng đó là phải tầm khoảng hàng ngàn hàng vạn con vịt nó mới kêu được cái tiếng mà um sùm lớn như vậy thì lúc đó đó ba mẹ sợ lắm cứ nghe cạp 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 cạp, cặp vang 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 luôn ha cái ba mẹ mẹ mới kêu rằng nhắm mắt lại đi anh nhắm mắt niệm phật đi đừng có nhìn tụi nó nữa cái lúc này hai vợ chồng mới nhắm mắt mới nhắm mắt cái hai người mới niệm Phật nha mà mẹ nói nha cái lúc mà ba mẹ nhắm mắt niệm Phật á, là vẫn còn nghe cái tiếng dịch kêu cạp 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 cứ kêu nghe kêu vậy đó cái hồi sao cái nhỏ dần 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 nhỏ dần, dần dần cái hết luôn dứt luôn không còn nghe gì nữa hết cái ba mẹ của bạn mới ngưng niệm Phật mới mở mắt ra thì không thấy hai con dịch đó đâu nữa rồi xong cái ba mẹ mới dắt nhau vừa đi mà vừa niệm Phật để mà đi về thì kỳ này á, là đi về được các bạn còn trước đó là đi hoài đi hoài không ra khỏi được cái khúc đó thì sau khi mà về rồi qua hôm sau á mẹ có kể lại cho bà ngoại của bạn nghe khi ngoại nghe thì ngoại nói rằng rồi vậy là mày thấy hai mẹ con của con ma cái mẹ hỏi ủa ma nào má cái bà ngoại nói là con ma này nó chết lâu lắm rồi hồi cái lúc mà má còn trẻ là, là cái thời chiến tranh á là trong xóm này nè là có một cái nhỏ đó cái cô đó lớn tuổi hơn bà ngoại của bạn thì cái cô này á là quen với lại một ông, ông này có vợ rồi. Do là ông này có tiền á các bạn cho nên nó là cô này quen ổng để lấy tiền. Thì khi mà hai người qua lại với nhau một thời gian á tới tay vợ của ông này. Thì lúc mà bà vợ này mới biết do gia đình giàu có tiền mà, cho nên nó là bà vợ này mới kêu người á là đập cái cô đó với lại là tạc axit cổ thì lúc đó hả là bị đánh rồi bị tạc axit á rồi là cổ mất luôn mà khi cổ mất á là lúc này cổ mang thai nha các bạn thì sau khi mà cổ mất bà ngoại nói rằng là cổ quậy dữ lắm hết người này tới người kia thấy nhiều khi á có nguyên bạn nít hồi xưa ở trong xóm đang chơi đang chơi cái tự nhiên nghe tiếng ru con mà nghe gần cái chỗ bụi tre đó cho nên nó là đám nít này mới ngừng lại mới nhìn về phía bụi tre thì thấy ở trên cái ngọn tre là có một người đàn bà đang ôm đứa con của mình đưa qua đưa lại ru con vậy nè thì tụi nó rất là sợ tụi nó mới chạy về mới kể cho gia đình nghe rồi có người á thì đi buổi sáng mà đi xe bò á các bạn là cũng nhìn thấy hai mẹ con cô này hiện ra để mà quấy phá người ta nhưng mà dần 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 về thao á thì cũng ít người nhìn thấy xong rồi cái tới khi mà mẹ của bạn với lại ba bạn thấy hai con vịt như vậy cái bà ngoại nói rằng chắc hai mẹ con nó đó, đó tại vì ngay cái khúc đó là tụi nó hồi đó là hai mẹ con nó hay nhét người này người kia cho nên có thể là hai đứa bay nhìn thấy hai mẹ con nó rồi hóa thành hai con vịt một con vịt mẹ một con vịt con để mà nhét như vậy thì sau đó bà ngoại cũng mua đồ rồi làm một mâm cơm để mà đem ra ngay chỗ cái khúc đó cúng từ đó về sau ba mẹ không có nhìn thấy nữa thì đây là câu chuyện của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta còn câu chuyện thứ hai nữa thì sẽ kể trong tập sau các bạn ha Hôm nay Thi đã kể xong tập 1575 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1576. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thầy cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào